Đối với cộng đồng người Hoa, Tết Nguyên Tiêu mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ngoài ý nghĩa về tâm linh, còn là sự cầu mong cho cuộc sống no đủ, buôn bán phát tài. Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào rằm tháng Giêng, đây là lễ hội đón mừng đêm trăng tròn đầu tiên trong năm để người người, nhà nhà cầu mong mưa thuận gió hòa. Đồng thời cũng là hoạt động để kết thúc những ngày vui Tết theo tập quán của người Hoa. Đối với cộng đồng người Hoa, Tết Nguyên Tiêu không chỉ là Tết thuần túy mang thú vui thưởng ngoại mà còn có ý nghĩa tâm linh lớn lao, cúng các vị tiền hiền, vừa cầu mong cho cuộc sống tốt đẹp, no đủ, buôn bán phát tài. Đây còn là ngày các quan trời ban phúc lành cho mọi người trên thế gian, do vậy phải tổ chức cúng tế cầu an, cầu phúc, đồng thời mở hội vui chơi để chuẩn bị bước vào công việc của năm mới với nhiều ước vọng như ý. Theo lễ truyền thống, ngày xưa, cứ vào ngày 15 tháng 1 âm lịch, người Hoa thường mời thầy chùa về tụng kinh cầu an cho người sống, cầu siêu cho người đã khuất, con cháu trong bàn, thì mang lễ vật chay đến cúng như hoa quả, áo giấy, chè, xôi. Vào ngày chính ngày 16 tháng 1 âm lịch, nghi lễ được tổ chức rất trang trọng và thiêng liêng. Lễ vật trong ngày vía chính gồm một con lợn quay, bồi phẩm màu đỏ đặt ở trên bàn lễ chính. Bên cạnh còn có bánh bao, hoa quả, tiền giấy, hương trà. Đến giờ tế lễ, khoảng từ 10 đến 11 giờ, tất cả bà con trong bang đều tập trung về trước điện, y phục chỉnh tề, cùng nhau vái lạy thành thánh tổ tiên. Lễ vía kết thúc khi ông trưởng ban đốt tiền, áo giấy rồi cắm một con dao lên mình cho con lợn. Tiếp theo là con cháu và khách lần lượt mang dâng hương, xin lộc. Sau đó mọi người trong bang cùng khách mời ngồi vào bữa tiệc, ăn uống rất linh đình. Đến phần hội này, trò chơi múa lân, còn có những trò chơi khác như xổ số, biểu diễn du hồ, đốt pháo, ca hát, thu hút được nhiều người tham dự. Từ trước đó vài ngày, có thể thấy không khí tưng bừng, náo nức chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa như chương trình diễu hành đường phố ở chợ lớn thành phố Hồ Chí Minh hay lễ hội hoa đăng, đèn lồng tại Hội An.